Linh Channel xin chào các bạn. Mình rất là vui khi được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Các bạn hãy tiếp tục xem video mới của mình và bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nhé. Các bạn ơi, đảo Phú Quý là một huyện đảo tiền tiêu ở Bình Thuận. Và cột cờ Phú Quý do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì với sự phối hợp thực hiện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xây dựng là cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại huyện đảo Phú Quý, là một trong 7 cột cờ thuộc dự án xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các cái đảo tiền tiêu trải dọc đất nước. Cột cờ Phú Quý được khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 6, 2015 tại Mỏm Đông, Đồi Chuối. Phía dưới là bãi biển Gành Hang thuộc thôn Triều Dương, xã Tân Thanh. Và công trình có 4 phòng gồm đài cột, thân đế cột cờ, bậc thềm và khuôn viên xung quanh. Đài cột cờ có chiều cao 22,6m bằng sắt với kích cỡ của cờ là 4 x 6m. Được may bằng chất liệu vải có cái độ bền cao nhằm thích ứng gió biển mạnh. Công trình có ý nghĩa thiêng liêng với tổ quốc, dân tộc. Góp phần quan trọng trong cái việc tuyên truyền giáo dục lòng yêu quê hương đất nước. Niềm tự hào và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cho tuổi trẻ và nhân dân trên đảo. Nhìn cái cột cờ cao, hướng thẳng đứng lên trời, lá cờ bay phần phật, kiêu hãnh giữa biển trời tổ quốc nè các bạn. Cột cờ Phú Quý không chỉ đơn thuần thể hiện được chủ quyền của Việt Nam tại đảo, mà mang cái tính giáo dục sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, mà còn giúp cho thế hệ trẻ hung đúc thêm lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Công trình còn là một điểm du lịch tham quan hấp dẫn đối với lại du khách gần xa đó các bạn. Hãy cùng với mình khám phá vẻ đẹp của cột cờ Phú Quý nhé. Các bạn xem mà thấy hay thì hãy nhấn cho mình một like và share video trên các cái trang mạng xã hội của các bạn nhé. Hãy truy cập vào cái đường liên kết của kênh để được xem những cái video mới nhất. Mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ theo dõi trên kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.